Năm 2023, thành phố Hưng Yên gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, khi có tới 10 trên 17 phường, xã không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tuy vậy, bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, Đảng bộ phường Lam Sơn vẫn hoàn thành vượt 150% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đảng. Hôm nay, chi bộ Kim Đằng tổ chức kết nạp cho 2 đảng viên mới. Đây là các quần chúng ưu tú đã tốt nghiệp các trường đại học trở về, được địa phương lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào đảng. Được đứng trong hàng ngũ của đảng thì em thấy rất là bồi hồi và xúc động. Em rất là vinh dự. Trong thời gian tới thì em sẽ tích cực rèn luyện, tham gia góp ý để cho chi bộ ngày càng trong sạch và vững mạnh. Trước đó, trong năm 2023, chi bộ Kim Đằng cũng đã kết nạp được 5 đảng viên là cán bộ và người lao động công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Yên đóng trên địa bàn phường. Các đồng chí đảng viên mới, trẻ, có tài năng, có sáng tạo và giúp cho chi bộ ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn, các phong trào mạnh mẽ hơn. Những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn về nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy phường Lam Sơn đã vận dụng linh hoạt cách làm, thành lập tổ vận động phát triển đảng viên để chủ động rà soát, tạo nguồn. Ngoài vận động bồi dưỡng các quần chúng tích cực, nhiệt tình trong các ban ngành đoàn thể, các chi bộ còn phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn chưa có chi bộ riêng để phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú vào đảng. Đảng ủy phường Nam Sơn chúng tôi đã thành lập cái tổ vận động, thì tôi là bí thư, là tổ trưởng, thế còn phân công 2 đồng chí phó bí thư là tổ phó, thế còn các thành viên là mặt trận tổ quốc, thì bí thư các chi bộ để phát triển đảng viên. Trong năm 2023, với cái sự sát sao chỉ đạo của đảng ủy, nên chúng tôi đã kết nạp được 9 đảng viên, hoàn thành được 150% chỉ tiêu thành phố giao. Để tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm 2024, Đảng bộ phường Lam Sơn trọng tâm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, giúp đỡ, động viên, phấn đấu, trưởng thành, tạo nguồn kết nạp đảng ổn định và đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.